ta cũng tiếng động lên rồi. Ba mấy cá cũng đã cắt trong lòng rồi mọi người, đang di chuyển ra rồi. Nhà nó kéo cũng đang chuẩn bị xuống đồng mọi người. Xuống đồng chở lúa hết đi cho bà con mình chạy đồng tiếp mọi người. Đây là toàn cảnh ba nó kéo cắt xong rồi đang di chuyển ra đang chạy đồng mới mọi người. Chạy trước là hai cái 70, chạy sau là một cái 93 mọi người. Bây giờ anh nó kéo cũng đang chuẩn bị xuống dưới đồng mọi người. Giờ hai cái máy 70 đang đậu sát nhau rồi. Đợi anh nó kéo chạy qua là anh chuẩn bị xuống dưới cầu để đồng mới rồi. Hai cái nối đuôi luôn rồi. Cái này là cái đuôi của hai cũng đây là cái đuôi xe để đưa nước vào các thầm lòng mọi người. Chuẩn bị ra các thầm cát mọi người. Mình lại chảy xíu luôn. Cơm ở thứ hai rồi. Giờ anh đang trên đường qua cầu với mọi người. Cái cầu anh. Lại. Ủa mày gặp chưa đó, ai biết tới được cái đó luôn. Cầu nó hơi nhỏ luôn rồi. Anh sợ bị cầu. Mới bắt đôi xe 70 lít của mình xuống đầu luôn rồi. Chuẩn bị xuống dưới cầu qua bà vuông mọi người. Bà xuống bà vuông hai anh phải bắt được cái canh nó chích mọi người. Để nó có cái vuông mọi người. Rồi chuẩn bị. Rồi bây giờ là cái tiếp tục cái DC để mua nước xuống rồi mọi người. Rồi đồng này cắt tới cặp DC để mua nước rồi mọi người. Dạ mấy anh chuẩn bị qua cầu, qua dưới cầu mọi người. Dữ chạy lúng ở đây luôn nè. Nó bị lúng chỗ này nè. Em vừa la là nó ngáy luôn á. Đúng rồi. Cầu mọi bên đây. Khó gịch luôn. Có cầu nào kéo tới luôn. Quá trời trời. Cắt con số luôn. 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 Cắt con số luôn.
Nãy bị rớt hết một máy, giờ rất là nhát tay luôn.
kêu chín đây hết trơn rồi. Chính đây hết trơn giờ cái rễ luôn rồi, biết là cũng chậm đứt luôn mọi người. Đó về Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trăm một lít này nè. Đang đứng bây giờ, đang đứng đợi lấy bao nhiêu vậy? Chuyển đồng luôn rồi và hỗ trợ cái 100 mấy bên đây luôn rồi, đồng này chạy cái cặp máy cô ta đi xe 100 một lúc rồi. Lên từ từ luôn rồi, không dám đi nhanh luôn rồi, nhanh gấp nguy hiểm luôn rồi. Cầu cái bờ này nó cũng hơi cao luôn rồi đó. Trời trời trời. Mình xuống từ từ mọi người. Bắt đầu xuống ruộng rồi mọi người. Cắt đây xe 70 chuẩn bị qua cầu nữa mọi người. Xuống dưới cầu mọi người. Rồi qua cầu chuẩn bị cắt mọi người. Giờ đã mưa ra chuẩn bị qua cầu mọi người. Thank you.
anh lấy bao là cũng như nó mà. Tiếp tục đây là ngày 93 nữa. Hôm nay cắt ngày 93 nữa.